Chào các bạn nhá. Mình vừa mới sửa xong một cái âm ly và mình đang test nó và nó đã chạy bình thường này. Mình cho volume lên này. Tức là nó đã chạy ok các bạn nhé. Và cái video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái mẹo hay gọi một cái hướng để khi sửa một cái âm ly nó bị lỗi cái chế độ bảo vệ loa các bạn nhé. Tức là cái âm ly này nó bị một cái van là khi bật đệ thì là dơ le bảo vệ loa nó không đóng, tức là nó sẽ không có nguồn cấp ra cho không có tín hiệu ra cho loa để loa chạy. Thì cái hướng chúng ta sẽ tìm van nó như thế nào nhé. Thì thông thường ấy, một cái âm ly ấy, thì nó luôn có một cái con dơ le, gọi là mình gọi là dơ le bảo vệ loa nhé. Tức là khi mà khối công suất ấy, mà nó chạy ấy, mà nó có dòng nó có điện áp DC ra cọc loa ấy, thì bắt đầu là cái dơ le này nó sẽ ngắt để nó không cấp cái nguồn DC đấy ra cho loa, không thì loa sẽ bị cháy. Hoặc là khi chúng ta mới bật ấy, thì là hệ thống mạch điện nó chưa hoạt động ổn định ấy, sinh ra nó sẽ có tiếng lột sột là soạt đấy, thì cái dơ le này là một lúc sau nó mới đóng các bạn nhé, để nó loại bỏ cái chế độ hoạt động đầu tiên của mạch. Nên cái bạn nào muốn tham khảo về cái mạch bảo một mạch bảo vệ loa nó hoạt động như nào, có thể tham khảo video mục thẻ đề xuất nhé. Mình trước mình đã phân tích một cái mạch dạng bảo vệ loa thì chúng ta sẽ hiểu nó hơn. Thì khi một đây là một cái âm ly hai kênh, tức là VRL trái phải nhé, và do nó bị lỗi một vế dẫn tới là cái dơ le này nó sẽ không đóng, thì chúng ta sẽ không thể biết được là vế nào hỏng để chúng ta sửa nhé. Thì cái video này mình ý mình muốn nói đến là chúng ta sẽ khoanh vùng được điểm hỏng, vùng hỏng ở phần nào nhé, chứ thực tế là mình đã làm ok đó rồi. Thì con này thực tế nó là bị hỏng một vế công suất, và đặc biệt là nó không phải là nó bị cháy xò công suất đâu, mà là nó lỗi trên cái đường tầng thúc thôi. Do đó mà dẫn tới là một vế nó có điện áp DC ra cọc loa, dẫn tới là cái dơ le này, đây là cái dơ le nó sẽ ngắt, thì chúng ta phải khoanh vùng được là vế nào hỏng. Thì khi nó ngắt ấy, thì chúng ta sẽ không đo được cái điện áp của cái đầu ra các bạn nhé, thì chúng ta không biết được. Thì thông thường ấy, là với cái phương pháp mà chúng ta sẽ như này này, đầu tiên chúng ta phải hiểu mạch một chút đã. Thì cái mạch điện này ấy, thì cái biến áp này, cái biến áp to bự này, nó sẽ chỉnh lưu ra một cái nguồn một hai cái nguồn đối xứng là cộng trừ, như cái bo này, cái âm ly này nó sẽ tạo ra một nguồn cộng trừ là 52V nhé, được lọc trên hai con tụ này này. Thì cái nguồn cộng trừ đấy ấy, thì mình có vẽ đây này, dương 52V này, dương 52V và trừ 52V, và GND là mát nhé. GND chính là vỏ máy luôn, là vỏ máy luôn luôn luôn, luôn thiết kế như vậy. Và GND đó chính là cái cọc đen ra để ra đấu ra cực âm cho loa đấy các bạn ạ. Thì nó thiết kế như vậy. Thì như con này ấy, thì nó chạy bốn sò, loại sò của Sanken ngày xưa lâu rồi. Thì nó có cái mã là 2SC2921 này và 2SA1215 này nhá. Thì chúng ta sẽ thì hiểu ấy là nó sẽ thiết kế một con đẩy, một con đẩy, một con kéo nhá, tức là một con chăn ngược là sẽ tạo dòng chảy của cái đường nguồn 52V so với GND. Còn con chăn to thuận ấy, thì lại tạo dòng chảy từ GND qua loa để đi về âm 52V các bạn nhé. Nó thiết kế như vậy. Thì khi mà con này ấy, mà nó bị lỗi là cái tín hiệu ra, tín hiệu D, nó có tín hiệu DC ra, tức là khi nó hoạt động ấy, thì nó chỉ có tín hiệu xoay chiều, tín hiệu sóng âm nó được khuếch đại ra thôi nha, ra loa rồi nhé, là tín hiệu AC nhé, thì là mạch sẽ hoạt động bình thường. Nhưng giả sử khi chúng ta bật cái ấy, mà nó có tín hiệu DC ra ấy, thì là cái nó sẽ có một cái mạch bảo vệ loa, nó sẽ ngắt nhả cái dương le này, nó ngắt tách cái tiếp biển dơ le này ra, dẫn tới là cái tín hiệu từ phần tầng công suất này nó không đi ra cho cọc dây đỏ được để ra loa được các bạn nhé. Thì không thông thường ấy, như con này ấy, thì nó chỉ hỏng một vế thôi, thì chúng ta phải xác định được vế nào lỗi. Thì thường ấy là mình sẽ cắm điện, sau đó là mình sẽ tìm vị trí ngoài ở đây mình đo này, nó sẽ đây là cái dơ le và nó có hai tiếp điểm riêng nhau nhé. Một tiếp điểm là cho một vế trái và một tiếp điểm cho vế phải nhá. Đây mình vẽ chỉ vẽ một vế cho chúng ta hình dung thôi. Thì khi cái dơ le nó nhả thì chúng ta phải tìm cách chúng ta đo được cái điện áp ở đây so với đất, tức là y không khác thì chúng ta đo được cái điện áp ở đây cả. Nhưng vì con dơ le này nó đã nhả rồi nên chúng ta không đo được cái cọc, đây là cái cọc đằng sau âm ly để chúng ta lắp ra loa đấy. Thì chúng ta không đo được nên chúng ta sẽ đo từ GND và đo ở cái điểm này.
Thì đằng này thường đấy mình sẽ lấy ở chân C của con chăn ngược này, hoặc là chân E của con chăn này nhá, hoặc là bất kỳ một cái điểm nào trên cái đường này. Chúng ta đo thì chúng ta sẽ xác định được là điểm là bên nào lỗi nhá, bên nào có giò DC ra nhá. Thì mình với con này ấy, thì mình dò ấy, thì mình biết được ấy là cái vế bên này bị, tức là đây nhá, đây là con chăn ngược này và đây con chăn thuận này, thì nó sẽ có là B, C, E các bạn nhé. Thì dòng chảy của con này ấy, nó sẽ chảy từ C sang E, nó, chúng ta hiểu nguyên lý nó chảy từ C sang E này. Thì mình đo giữa chân E của nó với GLD thì mình đo được nó ra tận là 50V luôn các bạn nhé. Thì mình xác định luôn ấy, nó đo ra được 50V ấy, thì tương đương với là con này đang mở bão hòa các bạn nhé, hoặc là nó chết, một con chết chập, chết thông nhé. Thì một số các âm ni ấy, thì có thể là nó sẽ thiết kế là nhiều con đấu song song nhau, nhiều con này đấu song song nhau, nhưng cái mạch này thì nó chỉ có một con thôi. Thì mình xác định là con này mở mở thông nên mình có luôn có 50V ở đây so với GDD này. Thì mình xác định là con này bị đang mở nhé. Giả sử mà chúng ta đo mà lại ra đo giữa ở đây so với đất ấy, mà chúng ta đo được 50V, âm 50V chẳng hạn, thì chúng ta sẽ biết là con chăn thuận này nó đang mở bão hòa các bạn nhé. Mở bão hòa thì không khác gì cái vị trí này nó được đấu chập với âm 52V mà, thì chúng ta sẽ đo từ đây về đất thì nó sẽ có điện áp âm. Nhưng thực tế là con này của mình gặp ấy, là đo thấy là có điện áp dương. Thì như vậy là mình sẽ xác định được là con trên đang mở, thì mình cứ dò ngược trở lại cực B tới cái tầng thúc thôi. Và đây sau khi mình dò theo cái đường đấy, mình đã tìm ra được con linh kiện chết. Và tất nhiên mình cũng thay cho khách vài con linh kiện bị dỉ luôn các bạn ạ. Mình mấy con linh kiện bị dỉ này, đặc biệt là có một cái con 300 ohm này này. Và chúng ta các bạn để ý trên mê này, nhưng nó lại ở vế khác các bạn nhé. Mình thấy nó bị dỉ chân quá nên mình thay cho khách con 300 ohm ở đây này. Mình đang không có con 300 ohm nên mình đã đấu bằng ba con 100 ohm nối tiếp nhau thì nó thành 300 ohm, thì nó mạch nó vẫn chạy. Nhưng cái con ấy, chúng ta không cần để ý con này, bởi con này nó liên quan đến cái vế không việc gì cơ. Nó vế ở bên bị lỗi là chính là vế bên này cơ. Thì sau khi mình mình đo ấy, thì biết con này nó bị mở thông, mà nó mở thông dẫn tới là 52V đi qua đây, nó mình đo được 50V đây so với đất ấy. Thì chúng ta đo ở đây sẽ không được đâu, vì con dơ le nó bị ngắt mất rồi mà. Thì sau đó là mình dò ngược trở lại thì là mình sẽ phát hiện ở cái tầng thúc nó sẽ có hai con chăn to này nữa này, đẩy, thuận ngược này nữa này, là đẩy kéo cho hai con chăn công suất này. Thì mình đo ấy, thì có một con đây mình dò cho mình sẽ cho các bạn nhìn lên trên main luôn này, không biết zoom nó có tới được không. Thì mình đo thì thấy con C945 này nó bị dò xe các bạn nhé. Và đặc biệt là có một con điện trở này này 56k này các bạn này, nó bị chết đứt. Thì các bạn thấy con 56k này ấy, ở trên mình đã tháo bỏ đi rồi này, nó là điện trở 5 vạch màu, nó giống hệt với con bên này luôn các bạn ạ, con bên này luôn này, nhưng mình không có vạch màu 5 vạch màu nên mình thay bằng 4 vạch màu thì nó vẫn chạy ok các bạn nhé. Như vậy là qua cái bước, một số cái bước mình đo qua ấy, thì mình xác định được là khoanh vùng được vế hỏng là một cái, đấy là rất là quan trọng. Chứ mà chúng ta mà không khoanh, thấy dơ le nó ngắt mà chúng ta mà không khoanh vùng được, chúng ta lại cứ sửa cái vế bên bình thường này nè, kiểm tra linh kiện rất là lâu nhá. Thì mình khi mình đã khoanh vùng được vế lỗi ấy, thì mình sẽ kiểm tra linh kiện, và đặc biệt là mình kiểm tra linh kiện của cái tầng thúc cho con chăn to này thôi, chứ mình lại không kiểm tra tầng thúc của con chăn thuận dưới, nên nó sẽ khoanh vùng nó sẽ làm nhanh hơn các bạn ạ. Chứ thực sự với cái sửa âm ni này, chúng ta biết được lỗi của nó, chúng ta cứ tháo từng linh kiện ra, chúng ta đo thì chúng ta kiểm tra, chúng ta tìm được, nhưng mà thấy rất là lâu nhá. Nhưng với cái hướng của mình ấy, là mình khoanh vùng nó nhanh hơn và mình tìm nó rất là lâu nhanh, không lâu một chút nào cả, bởi vì mình có cái kiến thức cái khoanh vùng như vậy. Cũng cá biệt cũng có trường hợp như này này là khi mình dơ le không đóng ấy, là khi mình đo mình không thấy có điện dò DC ra nhá. Và sau đó là mình không thấy có dò DC đấy, thì bắt đầu mình sẽ cắm điện tín hiệu cho vào chạy thử. Sau đó là mình lấy loa mình chấm ở vị trí này, ở vị trí trước của cái dưa le này này, và nó hát bình thường ok ấy, thì mình xác định luôn là mạch bảo vệ loa bị lỗi nhá. Đôi khi là rất nhiều trường hợp mình gặp là những linh kiện để nó đưa lệnh ra để đóng dưa le nó lỗi, tức là phần công suất không bị dò DC ra mà nó vẫn cứ không đóng các bạn ạ. Cũng khá nhiều âm ni nó bị lỗi như vậy. Nhưng mà chúng ta phải biết khoanh vùng và chúng ta sửa nha. Như con này ấy, thì là nó lỗi phần tầng thúc của một vế công suất, dẫn tới là nguồn DC dò ra cọc loa và mạch bảo vệ loa tốt nên nó ngắt các bạn nhé, nên nó sẽ không bị gì các bạn. Đây là một cái âm ni bãi thì phải, nhìn nó rất là lạ luôn.
Nó có cái đặc biệt là nó có cái quạt nó mát, cái miếng nhôm này rất là nặng. Khi chúng ta cho volume to ấy, thì là nó thông qua một cái mạch điện linh kiện này, nó sẽ nhận biết được là chúng ta cho volume to lên và cái quạt này nó tự chạy luôn các bạn ạ. Chúng ta giảm nhỏ thì nó cũng nhỏ luôn. Nó thiết kế kiểu ý khá là hay. Thôi, cái video của mình sẽ kết thúc đây nhá. Cái video này mình chỉ chia sẻ cho mọi người về cái mẹo và cái hướng để chúng ta sẽ khoanh vùng được ban khi sửa một cái âm ly nhá. Chào các bạn.